Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2017. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Ruby Hà Nội tổ chức trao sổ tiết kiệm màu hoa đỏ năm 2017 cho các đối tượng gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Trường mầm non Mai Lâm phấn đấu vượt qua khó khăn, chuẩn bị cho năm học mới. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 8 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 8, huyện ủy Tĩnh Gia đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11, triển khai đề án phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020, đề án 1212. Sự hội nghị có Trung tá Trịnh Duy Niệm, Chánh Văn phòng Cảnh sát Công an tỉnh Thanh Hóa, đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng ban cơ quan cấp huyện, lãnh đạo đảng ủy, chính quyền, trưởng công an các xã thị trấn, đông đảo cán bộ và chiến sĩ công an huyện Tĩnh Gia. Đồng chí Phạm Văn Ninh, phó bí thư thường trực huyện ủy và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân chủ trì hội nghị. Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông. Sau 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị, tình hình an toàn giao thông trên địa bàn huyện có chuyển biến rõ nét. Tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Công tác phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông được đầu tư và triển khai nhanh. Công tác quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện và hoạt động vận tải có chuyển biến tích cực. Trong 5 năm, phát hiện 40.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, 16 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt và 12 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy, nộp ngân sách nhà nước gần 13,5 tỷ đồng. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, đã phát hiện bắt giữ 28 vụ, 33 đối tượng phạm pháp hình sự, góp phần trong việc đảm bảo an ninh trật tự. Tại hội nghị, lãnh đạo công an huyện đã triển khai đề án phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020. Theo đó, đề án được triển khai từ nay đến năm 2020 với mục tiêu chung là nhằm làm tốt công tác phòng ngừa, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, hạn chế thấp nhất tính chất, mức độ, hậu quả gây ra cho xã hội, kiềm chế, đấu tranh ngăn chặn, từng bước làm giảm tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện. Phấn đấu từ nay đến năm 2020 làm giảm 25 tổng số vụ giết người và 25% tổng số vụ cố ý gây thương tích. Tỷ lệ điều tra, khám phá, giải quyết xử lý các vụ án giết người và cố ý gây thương tích hàng năm đạt từ 98% trở lên. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy Nguyễn Xuân Thủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, trong đó lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí Bí thư huyện ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình tội phạm có xu hướng diễn biến ngày càng phức tạp và nghiêm trọng, do đó còn phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Trong đó cần coi trọng công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, duy trì phát huy hiệu quả các hoạt động, các phong trào tự quản về an ninh trật tự, huy động các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và đông đảo nhân dân tích cực tham gia phong trào tự quản trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Riêng đối với đề án phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, đồng chí Bí thư huyện ủy yêu cầu các cấp, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân cần nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ phòng chống tội phạm, lên án mạnh mẽ những người có hành vi phản văn hóa, vi phạm pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tố giác tội phạm, kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để mâu thuẫn nảy sinh trong đời sống xã hội, tích cực tham gia công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình, cộng đồng dân cư, tổ chức cho các xã thị trấn, thôn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học ký cam kết thực hiện tốt về an ninh trật tự. Ngày 28 tháng 8, Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân huyện đã phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2017.
Tham dự buổi tập huấn có đồng chí Bùi Hải Vinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa, Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Lê Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Phát biểu khai mạc tập huấn, đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, trong những năm qua, các cấp ủy chính quyền đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách tôn giáo, đồng thời tạo mọi điều kiện hoạt động tín ngưỡng tự do, đảm bảo thuần phong mỹ tục, nếp sống văn hóa. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực đề nghị các học viên nghiêm túc học tập và vận dụng vào thực tiễn nhằm tuyên truyền vận động, hướng dẫn động viên đồng bào tôn giáo thực hiện có hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đấu tranh chống lại luật điệu sai trái, các hành vi lợi dụng tôn giáo để hoạt động vi phạm pháp luật. Tại lớp tập huấn, lãnh đạo Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã truyền đạt tới các học viên các chuyên đề về tình hình tôn giáo hiện nay, những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về tín ngưỡng tôn giáo, luật tín ngưỡng tôn giáo và những điểm mới cơ bản của luật tín ngưỡng tôn giáo. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 8, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân huyện và Công ty trách nhiệm hữu hạn Ruby Hà Nội đã tổ chức trao sổ tiết kiệm tình nghĩa chương trình Màu Hoa Đỏ năm 2017 cho 25 đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện. Chương trình Màu Hoa Đỏ là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 72 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các gia đình có công với cách mạng của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Ruby Hà Nội, nhằm giúp các đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Tĩnh Gia phần nào vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Tại buổi lễ, Ban tổ chức chương trình Màu Hoa Đỏ năm 2017 và Công ty trách nhiệm hữu hạn Ruby Hà Nội đã trao tặng 25 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện. Thay mặt lãnh đạo huyện Tĩnh Gia, đồng chí Lê Thế Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Ruby Hà Nội đã dành tặng những món quà đầy ý nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Ngày 30 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Anh Sơn tổ chức thực hiện mô hình trồng hoa thay cỏ dại ven đường trên địa bàn xã Anh Sơn. Mô hình trồng hoa thay cỏ dại ven đường của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Anh Sơn được triển khai xung quanh công sở xã và đoạn đường chính vào thôn Xuân Thắng với tổng diện tích trên 500 m². Để mô hình triển khai hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thôn trên địa bàn xã xây dựng kế hoạch trồng hoa phù hợp với từng thôn có diện tích cụ thể, đồng thời tuyên truyền về ý nghĩa của việc trồng hoa ven đường, tổ chức hội viên phụ nữ tham gia dọn sạch cỏ dại và trồng thay thế các loại hoa như hoa sam, chiều tím, thài lài, tím, có sức sống tốt, dễ trồng, dễ chăm sóc, thích ứng với môi trường, thời tiết và hoa nở quanh năm, phù hợp với cảnh quan ven đường. Khi thực hiện mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã hỗ trợ hoa, đồng thời giao cho các chi hội phụ nữ thôn đảm nhận chăm sóc bảo vệ. Từ mô hình này sẽ là tiền đề để Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhân rộng tại các hội phụ nữ trên địa bàn huyện. Việc nhân rộng mô hình trồng hoa thay cỏ dại ven đường góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của hội viên phụ nữ và nhân dân, tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp. Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trong khu kinh tế Nghi Sơn và các dự án đầu tư trên địa bàn huyện, theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân huyện đã tiếp tục xây dựng và ban hành các nghị quyết, kế hoạch nhằm xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng dự án, phân công trách nhiệm cho các đơn vị liên quan để hoàn thành đúng tiến độ thi công. Với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đến tháng 7 năm 2017 đã phê duyệt và chi trả hơn 352 tỷ đồng cho 4.419 lượt hộ gia đình cá nhân, giao đất tái định cư cho 44 hộ, bàn giao trên 230 hectare đất và mặt nước công trình cảng biển, công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Bên cạnh đó, huyện Tĩnh Gia cũng đã nỗ lực trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị số 04 ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã ký cam kết về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với 8 chủ đầu tư của 16 dự án. Trong đó, 7 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, 9 dự án vốn của nhà đầu tư. Tổng diện tích đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng
là 143,3 trên 180,17 ha, đạt 79,5% kế hoạch. Hoàn thành nội dung cam kết với 8 dự án và 8 dự án đang khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường và thực hiện chi trả. Trong tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn rà soát, phân loại để triển khai giải phóng mặt bằng 97 dự án trong khu kinh tế Nghi Sơn, đặc biệt là 54 dự án với tổng diện tích 427 ha theo chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm một số vướng mắc còn lại tại các dự án hạ tầng giao thông sử dụng vốn ngân sách như đường Bắc Nam 2, khu kinh tế Nghi Sơn tại xã Tĩnh Hải, Hải Bình, Sơn Lâm, khu tái định cư Hải Bình giai đoạn 1, đường Đông Dây 4 đi cảng Nghi Sơn, đoạn qua xã Hải Thượng và Trường Lâm, tổ chức triển khai giải phóng mặt bằng 15 dự án thương mại, dịch vụ mà Ủy ban nhân dân huyện đã ký kết với các chủ đầu tư theo tinh thần chỉ thị 04 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ đạo hoàn thành việc quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư như quốc lộ 1A, khu C là khoáng dầu Nghi Sơn, đường ống nước thô khu kinh tế Nghi Sơn giai đoạn 2, đường giao thông từ cảng hàng không đi khu kinh tế Nghi Sơn. Trong năm học 2016-2017 vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như là sự quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy chính quyền địa phương, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ giáo viên, vì vậy trường mầm non Mai Lâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm học, đồng thời tạo được niềm tin và sự yên tâm của các bậc phụ huynh khi gửi con tại trường. Trong năm học 2016-2017, nhà trường huy động trẻ từ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, đạt giải xuất sắc trong hội thi bé khỏe bé ngoan cấp huyện. 80% số trẻ đạt danh hiệu giỏi cấp trường, các tổ chức đoàn thể đều được cấp giấy khen thưởng. Chi bộ nhà trường đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, nhà trường đạt tập thể lao động tiên tiến. Các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động đều được nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên hiện nay, nhà trường cũng đang còn gặp nhiều khó khăn do thiếu phòng học. Trường đang còn 3 điểm lẻ, học nhờ tại hội trường thôn Tân Thành, Trường Thành và thôn Hải Lâm, không đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Năm học mới 2017-2018, nhà trường có 16 lớp với nhà 474 học sinh. Hiện nay nhà trường đang chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Để chuẩn bị tốt cho năm học mới ngay từ đầu tháng 8, Ban giám hiệu nhà trường đã họp toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. Trước hết là về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng trong nhà trường. Thứ hai là cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên dọn dẹp vệ sinh, đón trẻ, ổn định nề nếp, văn nghệ chào mừng, khai giảng. Để góp phần hoàn thành thắng lợi như mục tiêu nhiệm vụ năm học 2017-2018. Tuy đang còn nhiều khó khăn, nhưng với những kết quả đạt được và tiền đề để tập thể cán bộ giáo viên nhà trường khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt học tốt, phấn đấu đạt được nhiều kết quả trong năm học mới. Trong những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 8 năm 2017, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã phát hiện và xử lý 70 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 2 tháng 3 trường hợp, tạm giữ giấy tờ xe ô tô 2 trường hợp, mô tô 65 trường hợp, tạm giữ xe điện 1 trường hợp. Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ tai nạn và va chạm giao thông nào. Chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.